giáo dục điều duy nhất phải làm thay đổi theo một bài viết của Yuva Nao Harari đặng ngữ lược dịch nhân loại đang phải đối diện với một thế giới đang thay đổi khủng khiếp mà không thể dự phóng tất cả những bài học lịch sử những kinh nghiệm đều trở nên vô giá trị vỡ vụn trong ánh sáng tù mù của tương lai cái mới còn chưa định hình để thay đổi cái cũ đã có làm thế nào để chúng ta chuẩn bị cho chính mình và con cái để thích nghi với một thế giới đang chuyển đổi một cách dữ dội? Một đứa trẻ học đánh vần ngày hôm nay sẽ ở vào tuổi 30 đến 40 tuổi vào năm 2050. Và nếu mọi việc diễn ra êm thấm, những đứa trẻ đó sẽ sống tiếp cho đến những năm 2100 và nếu may mắn chúng có khả năng trở thành con người của thế kỷ 22. Vậy vấn đề đặt ra là chúng ta sẽ trang bị những gì cho con cái để giúp chúng có thể tồn tại và phát triển trong thế giới của những năm 2050 và cho đến tận thế kỷ 22. Những kỹ năng gì cần thiết để giúp con cái chúng ta có được việc làm, nhận thức được thế giới xung quanh chúng và tồn tại được ở những mê lộ của thế giới tương lai? Thật không may, không một ai có thể nói trước thế giới sẽ ra sao vào năm 2050. Càng không thể nói gì về thế giới của những năm 2100. Không ai có thể trả lời cho những câu hỏi như vậy. Lại dĩ nhiên, con người chưa từng có khả năng dự báo tương lai một cách chính xác. Trong thế giới hiện đại thì việc đó còn khó khăn hơn bao giờ hết bởi khoa học kỹ thuật đã chạm đến được những cơ thể mà đã chạm đến trí não con người, chúng ta đã không còn có thể chắc chắn về bất cứ điều gì, bao gồm cả những điều mà trước đây tưởng chừng như bất biến. Một ngàn năm trước đây, năm 1008, con người đã không biết nhiều thứ về tương lai. Tuy nhiên, họ biết rằng những đặc điểm cơ bản của xã hội loài người sẽ không thay đổi. Nếu một người sống ở Trung Hoa vào năm 1008, Người đó có thể dự đoán rằng nhà Tống có thể sụp đổ vào năm 1050. Các tộc người Kitas phương Bắc sẽ tràn đến, bệnh tật có thể giết chết hàng triệu người. Tuy nhiên, người đó biết rất rõ ràng cho đến những năm 1050. Phần đông con người vẫn gắn liền với các hoạt động nông nghiệp và thủ công. Các nhà cao trị vẫn phải huy động con người để xây dựng quân đội và bộ máy hành tránh đàn ông sẽ vẫn thống trị đàn bà. Tuổi thọ con người đâu chừng 40 và hình dáng sinh học của con người sẽ giữ y nguyên. Với nhận thức đó, vào năm 1008, một ông bố, bà mẹ người Trung Hoa, tầng lớp dưới sẽ dạy con mình trồng lúa dệt vải. Những gia đình ở tầng lớp trên sẽ dạy con mình đọc thi thơ, tập viết thơ pháp, bắn cung cởi ngựa. Con gái thì được dạy nữ công gia chánh để làm vợ. Rõ ràng những kỹ năng này cần thiết cho chúng cho đến tận những năm 1050. Ngược lại, ngày nay không ai có thể đoán trước được Trung Cộng hoặc phần còn lại của thế giới sẽ ra sao vào năm 2050. Chúng ta hoàn toàn mù tịch về việc con người sẽ sinh sống thế nào. Chúng ta cũng không thể nói trước được việc quân đội hay bộ máy hành chính nhà nước sẽ có chức năng như thế nào hay thậm chí giới tính của con người sẽ ra sao. Con người tương lai sẽ sống thọ hơn con người ngày nay nhờ vào sự phát triển của con nghệ sinh học và trí tuệ nhân tạo giúp giao tiếp não con người, máy tính. Rất nhiều thứ mà trẻ con học ngày nay sẽ chẳng liên quan gì đến cuộc sống những năm 2050. Hiện tại, nhiều trường học vẫn tập trung vào việc nhồi nhét thông tin vào đầu trẻ con. Trong quá khứ, việc nhồi nhét thông tin có lý do của nó, bởi vì thông tin rất hiếm hoi và những thông tin đó còn bị liên tục ngăn chặn bởi sự kiểm duyệt. Nếu một người sống tại một thị trấn nhỏ ở Mexico vào năm 1800, sẽ rất khó khăn để người đó biết về thế giới rộng lớn bên ngoài. Không hề tồn tại các phương tiện truyền thông như radio, TV, báo chí hay thư viện. Ngày cả như việc đó, người đó thuộc về giai cấp tinh hoa, có quyền tham cứu ở các thư viện, thì cũng chẳng có gì nhiều để đọc ngoài truyện và các tài liệu tôn giáo. Vua Tây Ban Nha kiểm soát rất chặt tất cả các tác phẩm xuất bản tại địa phương và chỉ cho phép rất hạn chế các sách vở được mang vào Mexico. Điều tương tự cũng xảy ra ở những vùng đất của Nga Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Hoa. Khi các trường học theo kiểu hiện đại xuất hiện, họ dạy cho trẻ con đọc, viết và những kiến thức về địa lý, lịch sử, sinh học, giáo dục đã thay đổi mọi thứ. Trái ngược lại, trong thế kỷ 21, chúng ta sống với biển thông tin và nhà nước không thể ngăn cản bằng kiểm duyệt dù cố gắng đến thế nào. Thay vào đó, các chính phủ đã quá bận rộn với việc làm nhiễu thông tin và định hướng dư luận bằng các thông tin tạp nhạp nếu một người nào đó đang sống tại một thị trấn nhỏ ở mexico chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh người đó có thể dễ dàng dùng thời gian của mình để đọc các thông tin trên wikipedia xem những talk show của ted cnn hoặc tham gia những khóa học miễn phí trên mạng không một chính phủ nào có thể che giấu thông tin nói cách khác không gian mạng tràn ngập những bản công khai, đôi lúc có vẻ mâu thuẫn. Con người trên toàn cầu chỉ bằng một cái click chuột là đã có tin tức về các cuộc đánh bom ở Aleppo hoặc việc tăng băng ở cực Bắc, nhưng đồng thời cũng quá nhiều nguồn thông tin trái ngược để tin cái nào thật, cái nào giả. Bên cạnh đó, việc có quá nhiều thông tin cũng khiến cho con người sao nhãn, quá khó để tập trung và khi các đề tài chính trị cũng như khoa học, những đề tài phức tạp thì người ta sẽ dễ dàng chuyển qua xem các đoạn phim giải trí hoặc các đề tài nóng hổi của giới showbiz hoặc chỉ đơn giản xem phim con heo. Ở cái thế giới như vậy, điều cuối cùng mà một giáo viên cần thiết phải làm cho học sinh của mình cung cấp nhiều thông tin hơn nữa ở thế giới đó có người cần có khả năng nhận định thông tin nào thật sự có ý nghĩa với mình, phân biệt thông tin nào quan trọng và thông tin nào không quan trọng. Trên hết, biết tổng hợp những mảnh thông tin rời rạc thành bức tranh thế giới rộng lớn. Thật ra, đây chính là ý tưởng cốt loại của nền giáo dục tự do theo kiểu phương Tây trong nhiều thế kỷ. Nhưng cho đến ngày nay, nhiều trường học theo kiểu phương Tây vẫn còn chưa làm tròn ý tưởng này giáo viên tự cho phép họ cung cấp thông tin cho học sinh đồng thời khuyến khích học sinh tự do biểu đạt theo cách của mình những gì con người quyết định trong vài thập kỷ tới sẽ định hình thế giới tương lai và chúng ta chỉ có thể quyết định dựa theo sự hiểu biết của chúng ta ở thế giới hiện tại nếu thế hệ này thiếu khả năng tổng hợp những thế giới quan đời sống tương lai sẽ được chọn lựa một cách ngẫu nhiên mà thôi